Mình có bắt wifi mình không bắt được à? Kém wifi thì mình kém thế nhỉ? Wifi hơi xa. Đây là bản CarPlay Box cho cái Ford Everest đời bao nhiêu anh nhỉ? 2018. Anh chủ anh bảo màn không có CarPlay nhưng mà tôi cắm cái Android Box này vào cái họ nhận, nó nhận ngay. Nó sẽ biến cái màn Zin 3 này thành cái màn Android. Sử dụng những cái tính năng của Android. Tức là màn này nó có nhưng mà nó đang ẩn đi. Có khi anh không để ý. Nó có nhưng đang ẩn đi. Có khi anh có CarPlay anh không để ý. Không trả xung quanh dậy. Đây, Ford Everest 2018 nhá, xác nhận là dùng Android Box được nha anh em nhá. Kakam Việt Nam sẵn sàng.